đau thương đàn kinh chiến. Tê quánh mặt nhìn về dùng khói lửa tan hoang. Nghe sân ca nổi buồn trong xa. Bỏ tủ đông đó, hấp đá. Người thân cái nữa là cua. Ngày xưa ông Tư nói là ông Tư đi với bà Tư là không có giận hờn gì hết đó. Không. Và thậm chí là bà Tư có mua cua cho ông Tư đem lên cho ông Tư luộc ăn. Cơm là bà Tư tự đi đặt lú đổ lên. Bây giờ chỉ cho tụi luôn. Em và mọi người cùng xem cua với tôm mới vừa để dưới ghe được không? Ở dưới ghe đi xuống ghe đi. Chị đi xuống ghe tham quan luôn. Ôi vui quá. Ôi, cha để đó con. Để chị lên đi không? À, chú Tư. Hồi con ra vô mặn gần đó không ạ? Thì để cho ai gia đình đi rồi. Tết hôm nay cho về đó rồi chơi ba bữa đó. Thì cho về trên này cho suy nghĩ lại coi. Còn suy nghĩ gì nữa thì không có vô cho cha được. Rồi là nếu con báo hiếu thì cha để giờ lỡ có chiếc ghe rồi. Nếu con báo hiếu thì là cha coi nhà nào đó thân thuộc có chỗ để đó. Cha kéo rễ đó rồi cha cảm thấy coi sống giờ về sống với con suốt đời được á thì được, không được thì về cha cũng còn cái nhà. Còn nếu sống được á thì cha về cha coi là phải giá cha bán lại cho ta rồi lấy tiền đúng của cha con mình xài đó. Cha nói vậy thôi mà cũng nói thiệt vậy hả nghe chú. Chứ giờ tôi nói gì sống với con thì giờ lỡ có chiếc ghe rồi giờ biết sao giờ. Bây giờ gỡ ghe cho người ta được thì ông Tư sống. Dạ. Còn xuống dưới chơi miễn thấy cuộc sống ở dưới sống được thì ông Tư sống. Dạ, về đây tôi có cái nhà. Dạ. Đó, tôi gõ gà cái thôi. Dạ, ông Tư sống gì? Tất nhiên là quá chí lý. Dạ. ông Tư nói là sao? Này thấy con sao? Hả? Này thấy con sao? Này thấy được hai đứa con sao? Hai đứa con thì tôi quá sung sướng. Nói thiệt, đêm hôm tôi nằm bao sau cuốn linh thiệt. Mới nằm ở bao nhúc à. Tôi thấy hai đứa nhỏ, đứa gái, đứa trai. Ủa, tụi mày đâu mà dám xuống ghe tao. Nói cha không nhớ con cho cha. Mày kêu sao mà kêu tao cha mày. Bữa nằm bao rồi thấy cái mặt cũng như lạ đồ này nọ. Lạ cũng như này ra đó giờ tôi cũng chưa biết nữa. Thành ra rồi thấy cũng như lạ nữa. Ủa hỏi làm khó đó. Con là con của cha nè. Mà lúc đó là ông Tư nghe chị Hương gọi chưa? Chưa. Ừ. Chị Hương gọi cho ông Tư là nói lên hôm nay lên làm là khi nào? Là 6-7 giờ sáng này nè. Tụi tôi thấy hồi đêm hôm cỡ 1-2 giờ. Lúc mới ra đi xe đó chế mới gọi. Hỏi chỗ nào luôn mới biết chỗ rồi. Cái cuộc sống của anh Sầm Hưng sao? Đồng hộ ngày được nhiêu? Ngày được 250 rồi. Đủ sống không? Cũng đủ, lo gia đình thì cũng được. Ở trong nhà của anh là con anh với lại mẹ anh với lại cha Dượng hả? Dạ. Ba người? Ba người. Cha Dượng làm công việc gì? Cũng làm bảo vệ. Bảo vệ. Thì cũng có là hai người đủ sống ngày nào xây sở ngày đó thôi đúng không? Vì sau này sẽ về, nếu như mà ông Tư có về dưới sống á, về sống với chị Cẩm Hương. Yeah. Tại vì chị Hương cũng có nói mà. Yeah. Chị Hương cũng sống ở gia đình riêng chứ không phải sống ở trọ chứ không phải là trong mảnh đất. Tâm cua tới rồi. Trời, rồi ha chị. Thơm bốc mùi thơm nức mũi luôn á. Mùi bé này Dân ơi. Này em thấy còn thiếu thiếu gì á chị. Thiếu mối gì chanh phải không? Mùi bén. Từ bao lâu rồi có ăn cua biển ông Tư? Lâu lắm rồi cũng chưa. Lâu lắm. Thì hôm nay con cũng tự nấu cho ông Tư. Để vợ con ơi. Cái nắp để em chưa. Dùng miếng dán ra rồi để. Vợ con không làm nước mắm. Dán nước mắm không? Có chứ. Đừng ngồi đi để con đi kiếm. Ngồi đi để con đi kiếm. Thôi con lục tùm lum đồ đạc hết nữa. Để cha lấy cái cho nó gọn. Giờ không giữ
Dạ đâu có cơm gì không con, nhưng mà hai giò nó rung lên nó yếu. Đấy, về dưới đi. Nó yếu, yếu hai cái giò đó. Chế bà gần lại chùa đó thì chăm cứu rồi, cho cha rồi cho khỏe. Nói với chị Hường á là có gói rồi mà sao ông Tư làm cái miếng bao ông Tư ngủ? Tôi làm lâu lắm rồi, mấy mười mấy năm nay rồi. Anh Hưng, ông Tư ngủ cái gói là cái miếng bao đó Hưng. Cái này nè. À, nó ông Tư quấn lại đó. Thế chế là nó có gói rồi mà. Nè con. Đâu có đâu, mới mua. Chai nước mắm này là chai nước mắm mới luôn á. Nhỏ này nó không lấy đũa lấy gì chứ trời. Coi bà chén không? Cái chén. Ủa, canh này canh gì đấy, canh rượu nữa. Bữa nay có rồi, ra đi. Bữa nay có mồi ngon là phải mời bạn không Tân? À. Có cái chén gì không cha? Có. Ủa ơi, trên này cũng có phơi nè. Ờ, à, trên đó cũng có nữa. À mẹ, úp phơi. Chén phơi trên đây đi. Ờ, chén chén này. Có đủ đũa chưa con? Chén cũng còn đũa nữa đó. Dạ cũng. Con lấy mấy chén rồi? Cái gót nước mắm. Cái gót nước mắm rồi bà cha ơi. Hôm nay con gỡ mà đúng rồi cha. Cha đâu có cần cho mấy chú này có chén con đâu. Con ăn rồi. Ăn cho lịch sử chút chứ. Không, mấy chú này rồi. Chén với bạn đồ ông Tư đi. Ông Tư lấy hai cái chén đó. À, ba cái chén bạn đồ ông Tư đi. Cứ liên hệ vậy. Mấy chú ăn có nhiêu vậy thôi sao? Dạ con không có ăn. Con no lắm rồi. Ăn đi rồi lần này tôi lấy gai cái rồi. Con lấy xe con không có ăn. Ờ tôi về chợ. Cô y chị. Con y con gặp. À. Tôi tự con ơi. Nãy còn hai cái chanh mà hôm qua cũng cũng biết bỏ đâu. À hồi nhỏ thì chú Tư lo chị ăn. Miếng cơm manh áo cho chị Cẩm Hường và anh Sầm Hân. Thì hôm nay thì chú Tư mới có được cái niềm vui được hai người con mình đúc cho chú ha chú Tư. Dạ. Hôm nay hết găng để cắn vỏ cua được rồi. Đâu còn găng nữa. À, chú Tư nãy Đạt tính mua cái bàn chải đánh găng cho chú Tư ấy chú Tư. Trời. Thì sao bữa không mua thịt heo chứ người ta mua giò heo rồi á, với móng heo rồi á. Với giò gà rồi. Hôm nay chú Tư vui rồi. Vui rồi. Mà hồi nè xuống tắm nè mặc đồ mới còn vui nữa. Chút tắm mặc đồ mới còn vui nữa. Thôi hồi nãy ông Tư ngứa 29 mới về ăn Tết thôi, bữa nay về luôn đi. Thôi bữa nay mình về luôn đi ha. Ừ. Bây giờ con chở ông Tư về nè, chơi không? Không, gửi thì ghé cổ về chứ. Ông Tư chỉ về rồi đi luôn thôi, mấy con chở về luôn. Ừ. À, được xe. Không được. Không chơi con nghèo leo lên xe con đèo. Được rồi, được rồi. Bây giờ gửi về nghe cũng được vậy, gửi về với con luôn. Cũng được con ơi, rồi đặt còn cái kia đó rồi. À, nếu mà chú muốn về thì chú hai người con chú có thể thu xếp cho chú về trong ngày nay đúng. Ừ. Sao chú đã cho ông Tư từ từ đây nhưng mà tôi hứa là có vô liếc rồi. Tôi hứa có vô liếc rồi không có bao giờ là thay đổi được. Ông Tư giống ông ngoại con ghê trời, móm 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 mà không còn cái răng luôn. Hát hay lắm nghe chị. Vậy là chị biết sao chị hát hay rồi đó. Chị hát hay lắm hả? Chị hát hay lắm. Vậy là chị biết sao chị hát chị hay là lắm. Chị là cái gen đó chị. Hả? Kêu ca giờ chị biết ca về gì giờ? Hôm nay mà chị ông Tư là hát là số dấp luôn á.
cha không nghe bài gì cha. Con thật cái con muốn nghe bài gì bây giờ. Con không thuộc bài nào hết trơn á, tại vì con toàn là con cao kê không à, chứ con không có biết, con không có thuộc bài luôn. Điện thoại lên cha lại. Con bây giờ con không có mạng. Mình thuộc câu nào, một câu nào mình hát câu đó chị. Hôm nay là ngày vui mà. Nếu cậu ghé tiếng ca thôi à. Nghe tiếng ca con thôi phải không? Đâu phải à. Cha muốn nghe con ca không? Vậy chứ mấy chú muốn không để hả, cha không muốn. Thôi quan trọng mấy chú muốn kể mấy chú đi, quan trọng là cha có muốn hay không thôi. Cha phải muốn rồi đó. Dạ. Văn nghệ mà, nghệ sĩ mà. Bây giờ cái bài gì đi ta, tự nhiên cái kêu ca. Bữa nay theo cha là không uống, không nhậu. Chẳng có gì cho mình cứ mua cho rồi. Rồi lấy Tết cho cha làm cứ mua cho rồi, với mình hai cửa chở trước cho cha. Đâu bữa đó con lên là cha đóng cửa cho gửi cho ta. Dạ. Thôi em mời chị. Ca giọng cổ hả? Dạ. Tư ca này hay á, thì chị với anh cũng không. Chị hát hay lắm chị. Biết có nghe hát đâu mà hả hay. Không, nghe giọng cô chị nói chuyện là em biết mà. Ủa chị? À, tăng cổ làm. Dạ. Cái giờ có hồi nào hồ già bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chờ mới quê hương. Thôi mình ngâm đầu vậy thôi ha. Dễ hiểu không? Từ từ rồi. Rồi bây giờ lên giọng cổ đi chị. Sao chị quên mất tiêu rồi, chị không nhớ được. Anh nuôi em á. Ca mấy quả không thuộc. Thật ca là biết ca hết, nhưng mà không thuộc bài nói vậy. Ca ngậm mũi ghê cũng được à. Mũi không có ở đây cha. Mũi bà con có ca không à. Chứ con cháu được không, nó không gắn cha. À, vừa nhâm nhi với lại một người bạn đời của ông Tư nè. Cái ly đâu à, cái ly đâu, cái ly uống rượu độc đáo nhất của năm. Một vài ly rượu để bao nhiêu đó để ăn mừng ngày sum họp. Chứ hơn bình thường thì ông Tư cũng không có uống rượu. Đừng nói chạy anh Tư, anh em. Đây là người bạn đời của chú Tư. Hàng ngày đã cũng lên đền tặng nghe. Rồi gặp anh hai, ảnh bảo anh bây giờ là thượng sĩ, tánh nết hiền lành, đồng thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái chầu trên tay người lai. Nhìn vào đôi mắt con mẹ sung sướng vui cười. Nhớ đi bộ đội mà thằng Tâm nay đã nên người. Nếu nó chưa có nơi nào gả nghĩa, đợi nó về mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em vội chạy ra sau, hai tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chạy mãi giữa lòng sông. Chợ mới đón anh, đón người rể mới, còn buồn không anh, sao chẳng thấy anh về. Quá hay luôn chị ơi. Cho đồng phát tay. Đúng 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 là đúng là người đúng là cô gái Cà Mau thiệt á. Người ta nói Cà Mau con gái mà nói chuyện ngọt như mía lùi. Chị có thường đi hát theo những cái đoàn văn nghệ đâu không? Có em, chị đang làm MC của những cái đoàn văn nghệ ở dưới Cà Mau. Vậy thì mới nuôi hai đứa con ăn học được chứ. Chị hát hay quá. Chị đổ cái bài mà Tân Quỳnh gốc bạn đâu không? Không em. Chị đổ mấy bài... Tại vì thường á, chị đi đám á, thì các anh, các chị, các cô, các chú yêu cầu chị ca bài gì á, thì chị ca bài đó à, nên chị không có thuộc. Thậm chí chị đâu có sự lựa chọn luôn á. Ai yêu cầu ca bài gì là chị ca bài đó. Trước đây giống em như chị được mời á. Trước đây em thường coi những cái chương trình của Tìm Kiếm Giọng Hát Hay của các đài truyền hình đó, thì em biết một cái bạn cũng tên Thúy Di á, chị có thường coi đúng không? Cũng ở quê ở Cà Mau luôn, cũng vừa đi dở lú cua mà vừa hát thì mình nghiêu ngao vậy đó. Đây cũng đi lọc tôm đứng tối ngày cũng hát nghiêu ngao. Thôi coi vậy cũng được rồi, từ từ đi cha, ăn nhiều quá cha. Không được, cái cha uống rượu uống được.
Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? Chả 16 tuổi rồi. Bạn đời với ông Tư được bao nhiêu năm? Cũng 60 năm rồi. Được 7 năm. 7 năm. Tại sao người ta chọn bạn giàu giàu không? Chọn ông Tư không có chiếc ghe không à? Tôi thì lúc đó ông đậu đây rồi. Thấy tôi đi lượm cho chai về. Cũng bạn lượm cho chai luôn. Tôi quẩy ba qua chung kề ông chú lớn chú con mời chú qua uống nước trà. Cả ông tỉnh nó trà. Cũng á. Tôi ổng cũng phải em. Dạ. Vậy là đồng nghiệp chú Tư. Vậy là chú là lượm ở trên bờ. Còn ông Tư là lượm ở dưới nước. Hai ông là hai người kết hợp là đúng rồi, tôi đâu nguyên tuyến đường là không còn gì hết. Quản cái khu này là quản hết cái khu này luôn á. Xin chia sẻ với cô chú là chú này là cai quản ở trên bờ. Chú Tư thì cai quản ở dưới sông. Cái này gọi là nước sông không phạm nước giếng. Rồi rồi ví dụ như hai chú mà chú có vợ không? Có vợ mày thôi rồi. Có luôn. Sống nay đi mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Rồi, bây giờ cho con hỏi nè, ví dụ thôi nha, con ví dụ thôi nha. Ví dụ như có một cái chai ở tinh bờ là địa bàn của chú phải không? Tự nhiên cái chú gần lại lụm cái nó, cái tự nhiên cái nó bay xuống sông. Cái cha còn lại lụm. Rồi sao? Rồi hai người có giành với nhau cái chai đó hay không? Không, tay nghiệm mới cùng cho ổng nữa. Rồi cái này sao? Cái chú coi ổng như anh cũng dạ, đúng dạ, như anh gồm luôn hả? Dạ. Tại giờ ổng lớn hơn con mấy tuổi, 7-8 tuổi rồi, con kêu ổng mà anh cũng quá. Dạ. Nhà coi chú có nhà cửa gì không? Không có nhà cửa, cũng quê đây mà ăn nhà ở rộng nha. Ôi trời ơi. Vậy là đâu đó là cũng phải rõ ràng nha. Ví dụ như hai ông chú mà chiều buồn buồn mà muốn mà đàm nói chuyện đời xưa đời nay nhau á là ông 5.000 tiền rượu. Những người 5.000. Thân tư. Dạ còn không có thì người hùng rượu, người hùng mối. Người 5.000 tiền rượu có không? Có. Có hả? Dạ con miếng là chú miếng nè. Thôi con muốn đút cho chú cơ. Ông ơi cho con nghe nè. Dạ. Dạ tuy là dây anh. Nhưng mà nói đâu nghe hô nhậu gì thì tôi ít có bao đó, nó bao tôi nhiều. Vậy là ở trên bờ làm ăn được hơn dưới sông? Được. Vậy là ở dưới sông thất thu hơn trên bờ đúng không chú? Đúng rồi, đúng rồi. Trên bờ ở kia mà người ta có trên bờ. Còn có sách chai sao rồi, sách giấy gì đó. Cái to, mình nhà cái rượu đông túc hay là cút cây gì đấy, cút sách gì đó. Cũng cho luôn. Trên bờ nhiều khi là có vàng nữa ông Tư, còn Tư dưới sông chỉ có chai không ạ. Vậy là mai ví dụ như chú Tư ở dưới thất nghiệp, chú Tư lên bờ phân canh sao chú? Mỗi người một bên vậy đây nè. Thật ra là ông chú này á là lượm gấp 10 lần ông Tư. Tại vì ông Tư lượm ở dưới sông á là những cái chai nổi thôi. Còn ông chú này đôi khi ở trên bờ lượm được cục sắt là ngon luôn. Thành nữ là chú là phải bao nhiều hơn ông Tư. Cô dạy khi cô bác bị nó ở đây mày nói là ví dụ có tiền tôi mua rượu bữa màu cho khách xuống hai năm nhậu mồi thường nhậu mồi gì chú ta cho không à ta cho không hả đâu ta cho tôi ít mua lắm vậy là tốn tiền rượu thôi tốn rượu rồi là nhiêu lít lít 15.000 15.000 13, 14, 15 rồi có ngày nào là xỉn quá hai ông là bữa nay tôi 5.000 mà ông tôi hùng 10.000 mà ông hùng có 5.000 không không nói chung tôi bao ổng là nhiều tôi bao ổng là nhiều chơi đây kể luôn ha bởi vì là ổng mà cũng như anh cụ tôi vậy để ổng cũng đồng nghiệp thôi nhưng mà bạn bè chơi gì kể à, chú nói gì coi mà có có ha bởi vì tôi cũng tính là kể bữa nay nó mua lít rồi ngày mai có nhậu thì tôi cũng phải mua lít nhưng mà có khi là em út nó không cho nói dầu sao em cũng là do cẩn còn mạnh bư vào mạnh hơn anh tôi để chừng nào em kẹt á thì anh hả ra mày nói vậy thì mày nói cho tao tao nghe vậy đó mà tao để mày làm hoài tao chịu cũng được. Ông Tư ông chú này ổng lượm nhiều hơn ông Tư nè đúng nhậu ở thường ở dưới ghe của ông Tư phải không dạ nhậu dưới ghe ông tư tốn xà bông rửa chén nè đó tốn đủ thứ chơi nhậu nhờ nhậu ké thì nhậu nhà hàng khách sạn thì cũng phải có tiền rửa chén chứ bởi vậy rửa chén nè rồi bắt đầu chùi thôn chùi nồi nè rồi bếp ga nè ga mình phải hâm đồ ăn lại nữa thành thử ra là đúng rồi để tới cậy để cho bạn mình bao một rượu đi cái đó là khỏi lo rồi hai đem theo mà nó hiệp với nhau thật ra thì 7-8 năm nay thì hai chú có khi nào mà lớn tiếng cãi vã với nhau không nào chú đổi cho con này chú
mà bụng vô cái anh em nhậu thu để chú có thằng bên đó để nhậu vậy luôn. Thấy cô gái cầm tội nó quýnh, nó quýnh thằng này. Vậy là bạn đời giống như là bá nha với lại tử kỳ á, đúng không? Người đàn người người đàn người người hát hay là Dương Lễ với Lưu Bình nhưng mà không có ai đường ai nấy sống nha. Có nghĩa là chú ở trên đường bộ thì chú đẻ trên đường thủy. Hôm nay chú đi nhặt nhiều hay ít rồi? Ở ngày 3-4 ngày nay cái chuồng nó bơm bên trong đẹp, có không gớt chai nào đâu. Vậy hả? Chúng ta mượn thôi. Này tính đi qua mà có ai mà có nghe đó mình ra bẩn lấy cái chuồng đụng mình đi giúp. Chú 3-4 ngày nay đó. Chú tên gì? Tên Dân. Chú Dân có con cái không? Con bây giờ nó có con rồi đi. Nghe nói đội Dân ơi. Nó hay nhức đầu, chạy nắng nhức đầu, bị đầu nó bị mổ. Dạ. Nó đi làm mới chơi mà làm. Thôi đi, đi, không, 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 không. Không, không, không. Có tiền về cho nuôi chú không? Không sao đâu. Có con cái rồi lo bản thân chưa xong đó, rồi làm gì cái tôi cũng như là tôi lâu lâu quá, tôi làm 5-7 ngày vậy đó. Bán được vài chục ngàn, sắp đủ. Để đi con lộn chỉ nhiều rồi. Hôm nay á là gặp ông Tư á là bạn đời của mình, gặp con về sum họp như thế này nè, được lột lột tôm đồ cho ăn. Thấy vui mà tuổi không? Tôm này là do mẹ lặn lội, mẹ bắt cho cha ăn đó, cha phải ăn nhiều vô. Khóc luôn. Sao không? Không á, mẹ đặt lú á. Bà Tư á, bắt con Tư luôn á. Cách phản đó. Thôi con đi làm hộ suốt chứ không phải là khóc là mai mốt sợ mẹ con bạn của mình về Cà Mau hả? Về đó mẹ con lấy cha. Hả chú? Cha ăn tôm mẹ bắt ngon quá. Ngon quá ngon. Khen mẹ con đó. Sao khóc hả dạ? Chớ hồi mà còn sống với cha đó nhớ dạ. Con phải không? Vì con sao con khóc? Cũng như là con đi. Ừ. Dạ, con cho mượn hết luôn á. Ừ. Nhớ con hả? Còn sống với cha mẹ con là con muốn cha ruộng nữa. Khóc luôn rồi, chú Dân khóc luôn rồi. Có hai con ruộng mà tới ngày gặt đó mà khi mẹ con ra. Chú Dân nhiêu tuổi rồi? 66, tới năm 67 rồi. Nhỏ hơn con Tư 8 tuổi. 7-8 tuổi. Con đi ra mà thương nhau như anh em ruột vậy đó hả? Cái gì cao quyết định anh em ruột mướn lại con ra mình. Rồi ở đậu ta ở sao? Mình ở đậu mình có tiền nhà đậu nhưng không có tiền bạc vậy đó. Cơm nước đều cha nấu hết, mẹ không có nấu, cha lo hết. Không, không ai có tiền bạc nào chứ. Thì hôm nay đó mẹ mới đặt lú đem tôm đi cho ăn nè. Bạn Tư khóc rồi kìa. Dạ bạn của ông Tư khóc rồi kìa. Không sao đâu chú ơi. Con dạ dạ còn những con đây mà chú cứ vui vẻ lên đi, không có gì hết. Ô, dạ. chị cứ coi con như là con của chú đi. Ừ. Chị dạ. Cẩm Hương vừa nói chuyện ngọt ngào mà hôm nay đội cái nón lá lên nhìn đúng là thiếu nữ miền Tây luôn á. Đẹp gái quá. Rồi bây giờ tôi đưa mà đại huynh lấy đại huynh. Đại huynh luôn. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc gì đó ông Tư. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc. Sao sân ca đành vội bỏ đi sau. Hãy ở lại đây chia nhau dạy mẫu chuyện. Rồi sáng mai mỗi đứa một con. Có gì vướng bận nhau đâu. Cha con chia nhau chút thương cảm. Dạ. Một lần đầu tiên mình gặp gỡ. Hầu lưu giữ sau này dài kỷ niệm của ngài bên nhau. Thấy con gái giống chào. Tiếp chị. Dạ. Đời của tôi chị. Đời của tôi có gì đáng liên lưu. Có một nụ cười ưu tư. Dạ. Khi chị dạ. Đế tiếp. Hết rồi rồi. Cha cho tiếp đi cha. Quê hương đau thương đàn kinh chiến. Thế quánh mặt nhìn về dùng khói lửa tan hoang.
nghe sơn ca nổi buồn sáng bỏ cũng đá vô bỏ tủ đông nữa hấp đá đó quên nữa rồi. cái bài gì mà nó đúng với lại ông Tư với lại chú Dân, nhất là cái bài rượu quán nghèo nhưng đậm đà tình nghĩa đó. Bác bài đó chữ có tư cơ tư cơ ôi cá ối con chân đó ăn không nhiều thiệt dạ. Ngon quá uống không nổi à. Ông Tư bữa nay nhìn đẹp gái dữ trời. Nhìn cái miệng chung chúng chim chiếm nhìn đẹp gái ra có nón nữa kìa. Cái ông Tư thường đội cái nón này đi lượm ve trái hả? À. Để cho người ta thấy nổi quá hay sao? Chơi nón màu hồng luôn. Chơi nón bông. Nón bông luôn hả? Nón bông cũng mà nó con về rồi. À. Rồi em mất nón cho nó cái nón là mất luôn. Là mất luôn. Cái nón này chú Tư sắm nhiều. Cũng mấy cháu trên bờ cho mà. Hôm nay là chị Hường mua hai bộ áo pyjama chị hả? Pyjama. Dài tay cho cha mặc cho ấm vào buổi tối. Ông Tư ông chị Hường buồn ông Tư luôn kìa. Nói chị Hường đi thăm lần trước á. Hỏi cha cái gì á, cha cũng nói có. Cha có mền đắp phòng trọ mền nỉ cha dày lắm, cha có gối nằm không? Cha có mà mùng không? Có, cha có đầy đủ, cha cái gì cha cũng có hết. Cái mùng với cái mền đó. Đó thấy chưa? Nhưng mà cái gói kìa, ông Tư sao đang bằng mấy cái bao lại? Tại cha nói cái gì cha cũng có hết. Biển. Cái đó là do sơ suất của con không, con chỉ tin tưởng ở cha, con không có kiểm tra. Tại cha là biến. Nhưng mà chị nói mua sao ông Tư nói đầy đủ hết rồi. Mà hỏi chứ giờ nó đi bán trên trớm này nè, bắt buộc mua một cặp. Mua cái nó không bán. Đó. Mày không bán đâu, gói mấy bao lại đâu cột con nằm đâu ngủ cũng được à. Chứ không bán cụ gì dần á. Chứ không nói gì đó. Chứ biết tôi mua. Gặp ông cụ này chắc người ta nghĩ bán gói luôn á. Nghĩ. Nghĩ luôn. Thôi chứ, nào mua một cái rồi bán cái đi. Đó, bán cái nó không bán nguyên cái à. Ừ. Mà mình phải có con có vợ rồi thì ngữ cái ra nằm được. Mình có nợ nào mà nó bắt nguồn cặp. Khi đó mình nhặt ra chai thì không có tiền nhiều nữa hơn. Không tiền nhiều nữa. Chơi kỳ cục ha. Ta có người mà bán hai cái. Đó chút đây chạy ngang vậy đó. Chạy ra mua cái thì nó bán cạo đầu luôn. Nguyên cặp không đó. Nguyên cặp không. Cặp quá nhiều tiền. Hôm nay ông Tư với... Như vậy là cũng đã có một cái buổi sum họp đầy tiếng cười ngay tại một cái nơi mà ông Tư thường hay nhặt ve chai á. Ông Tư thường neo đậu ở chỗ này nè. Và ngày hôm nay á, cái tình cảm ấm áp đó được thể hiện với lại những cái món quà mà chị Hường cùng với lại mẹ của mình cũng như là anh Sầm Hưng đã chuẩn bị từ sáng sớm đã đem lên đây để cho ông Tư có những cái ly rượu nhâm nhi vào một buổi sáng như thế này với người bạn đời của mình là chú Vân. Thì chắc có lẽ là các anh em của tụi mình cũng sẽ gờ đi để dành một cái khoảng thời gian riêng tư để cha con, để ông Tư cùng với hai người con của mình có một cái thời gian lặng lẽ sum họp để thời gian tới ông Tư có thể mà về lại cái mảnh đất Cà Mau đón được một cái đêm giao thừa nó đầy ắp tiếng cười hơn so với những cái đêm giao thừa của những năm trước. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là con em chúc mừng chị, chúc mừng anh Sầm Hưng đã tìm lại được người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Và con xin chúc mừng ông Tư, cũng gần ấy năm trôi qua đối với ông đó là cả một nỗi đau. Nhưng cả nỗi đau đó đối với ông nó còn được may mắn và khép lại một cái kết thúc có hậu. Đó là ông Tư đã gặp được con mình trong cái ngày hôm nay. Và con mong rằng những ngày sau, những ngày tới con sẽ gặp ông ở một cái nơi địa điểm khác. Đó là thành phố Cà Mau. Ông sẽ được sum họp với con mình, với cháu mình ở những cái quãng đời còn lại, chứ không phải là những cái nơi mà lặng lẽ, buồn tẻ như thế này, hay ông Tư ha? Chúc ông Tư sức khỏe dồi dào. Và con cảm ơn chú Vân đã đồng hành với lại ông Tư trên cái con đường mà mỗi người một hướng đi, sau đó là gom góp nhau có một tí rượu để mà quên đi cái chuyện của quá khứ ha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau.